Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay trở lại với kênh thì em sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái mảnh vườn này có tổng diện tích là 1 hecta 6 trong sổ ạ. Cái mảnh vườn này thì trên đất mình có cà phê đang kinh doanh và điều kinh doanh quý vị. Và cái ở dưới này mình có một cái ao rất là dài. Có nguồn nước thì quanh năm suốt tháng đều có dâng nước rất là lớn luôn ạ. Được cái hồ này thì mình cũng vừa nuôi cá và phục vụ cho quý vị nuôi tắm cho quý vị. Đất mình thì ở gần khu vực hồ thì nó hơi dốc một chút xíu, nhưng mà cỡ bên ngoài nó có cái suối không ta? 50 mét bên ngoài nó có cái suối không? Rất là bằng quý vị nhé. Cái tiện ích của cái mảnh đất này là từ ngay đường bê tông vào đến đất của mình thì là mất chỉ có 200 mét thôi ạ. Đường xá thì mình có đường đi nối lại rất là thuận tiện cho các loại phương tiện vào trong đất của mình quý vị. Được cái cà phê kinh doanh của mình trên đất đây ạ. Ao hồ to, nước nổi thuận tiện luôn. Và cái mảnh này thì cách trường cấp 1 khoảng 300 mét, cách trường mẫu giáo cũng khoảng 300 mét, và đi ra lại trường cấp 2, cấp 3 thì mất khoảng độ thêm 4 km là thôi quý vị nhé. Mất thêm 4 km là mình ra tới xã, và khoảng 5 km nữa ra đến quốc lộ 14 quý vị. Đất của mình nó bằng rất là đẹp luôn ạ. Trên đất của mình thì mình có cả có nhà quý vị nhé, có nhà ở nhưng mà chỉ là nhà tạm thôi chứ không phải là nhà xây, nhưng mà được cái nó điền đài rất là đầy đủ luôn ạ. Đường nhựa vào đến nhà mất khoảng 500 mét đường bê tông nha quý vị. Đường nhựa lên huyện ạ. Quốc lộ 14 vào 5 km, vào 500 mét đường bê tông, vào đến rẫy là mất 200 mét đường đất nữa. Vâng, đất mình rất bằng đẹp. Cà của mình thì cũng không phải là cà nhà nha quý vị. Cả bước qua năm thứ 6, thứ 7 thôi ạ. Cái con đường này là con đường bên hông rẫy của mình đấy quý vị, không phải con đường đi chính đâu ạ. Đường này cũng là ranh giới của cái đai mảnh đất mình luôn ạ. Cả năm nay người ta thua gần hết rồi nha quý vị. Chỗ này cũng là đang bên tay phải đất mình, còn cái đường